Cái phần mộ bên đây là của ông wow, hai của tao nè. Dạ à, tao là vô cái chuyện nè mà ông chưa chết nha. Dạ dạ con biết rồi. Ừ, mà đâu chết. Dạ còn đây là cái tên của ông mà bạn chưa chết. Cái phần năm xanh thì ông đã để ở đây sẵn. Còn cái ngày mất với lại cái hưởng tuổi bao nhiêu là chưa biết. Chưa biết đâu, chưa chết mà. Dạ, ta cất nhà lầu 2-3 tầng. Còn hai chồng mình cất không được rồi. Dạ. Hai chồng mình chơi cái mã. Khi mà ông vui lắm. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang để tìm về một cái ngôi nhà của ông cụ rất là đặc biệt. Và điều đặc biệt ở đây á thì ông cụ chưa mất và bà cụ chưa mất, cùng ở chung một cái ở trong một cái ngôi vườn như thế này. Bùi Hồ muốn giới thiệu cô bác quý anh chị, đó là ông bà tự xây mộ cho mình sẵn, lập một cái kế hoạch trước khi ông bà qua đời. Bùi Hồ cũng rất là bất ngờ về cái điều này, nên thành nữ ra là Bùi Hồ muốn đến đây để tìm hiểu quay cho cô bác quý anh chị. Và đây là cái giường ổi của ông bà đó, đây là cái ngôi nhà nơi ông bà đang ở để mà hàng ngày chăm sóc cái giường ổi đó. Và phía sau ngôi nhà này thì điều gì xảy ra, xin mời cô bác quý anh chị cùng theo chân Bùi Hồ nha. Ê mà dạ thì xa xa đây là cái một cái ngôi nhà mộ do ông hai ở đây tự thiết kế cho ông với bà khi mà về nơi an nghỉ. Thì tại sao ông hai lại có cái suy nghĩ đó và cái kế hoạch của ông hai như thế nào, thì chúng ta cùng mời cả nhà theo chân Bùi Hồ để tìm hiểu về nha. Đây là ngôi nhà mộ, rồi lên đó là liệm luôn, rồi chỉ con cháu hen, liệm xong rồi là đẩy vô. Dạ ông hai là phức lắm luôn. Dạ con dạ. Con xin chào ông. Rồi ok. Thì ông hai cứ ngồi đi. Ông hai cho rồi. Con hỏi một vài câu. Rồi cứ phỏng vấn. Dạ hôm nay thì con được qua đây, con biết đến ông. Thì ông có thể cho con biết năm nay là ông đã bao nhiêu tuổi không hay? Năm nay là ông sinh 65 tuổi. 65 tuổi. Rồi. Dạ. Thì ông hai với bà hai thì hiện bây giờ còn đang ở trong cái ngôi nhà để chăm sóc giường ổi này. Đẹp luôn. Dạ. Bây giờ bà đi đám đám thâu nôi của cháu ngoại tuốt trên sân trường á, con được bà chạy, vẫn chạy xe luôn cháu mốt mà bà chạy phà luôn, sức khỏe hơn hết. Dạ ông hai ơi, cho con hỏi là con có một điều đặc biệt muốn hỏi ông. Yeah. Đó là con biết đến ông á là với một cái ông đã tự lập một cái kế hoạch cho mình là xây dựng cái nhà mộ cho mình sau đúng khi rồi. Mình mất mình an nghỉ. Vì vậy tại sao ông hai lại có cái suy nghĩ đó ông hai? Cái đó là tại vì hồi lúc nhỏ mười mấy tuổi mình đi mình thấy người ta đã chết mà ta không biết chôn ở đâu, thành ra mình ý tưởng mình bây giờ mình đã thành đạt rồi, có đất mình mới nảy ra cái nhà mồ để an nghỉ, là khỏi cho con rể để phải tốn tiền là mình tự lập. Bây giờ chỉ có hai bao xi măng mà mày lắp không được nữa thì thua. À, ông đã lập được cái nhà mồ này lâu chưa ông hai? 5 năm rồi. Đến thời điểm này là 5 năm. À, là năm 2000. Năm mới 60 là chú làm rồi đó. Dạ. Và năm nay chú 65 đó. Dạ. Khi mà ông lập nhà mồ như thế này thì con cái ông thì những người... Khỏi đứa nào chứ. Dạ. Khỏi cần thợ luôn. Chỉ hai già làm à. Ông với bà cùng làm luôn. Ừ. À, bà chọn hộ, bà đưa lên là tao đúc đổ nóc luôn. Khi ông lên ý tưởng là để cho bà làm thì bà có cái suy nghĩ gì không, không. Ông hai? Bà không buồn phiền vậy. Bà nói bây giờ con mình á nữa mình biểu nó đóng góp á. Dạ. Không phải dễ đâu, nhưng mà bây giờ khả năng mình đang làm được 100-200 triệu nữa mình làm được, mình cứ làm. Dạ. Là chơi cho nó hơi khác một chút. Dạ. Ví dụ người ta cất nhà lầu 2-3 tầng, còn hai chồng mình cất không được rồi. Dạ. Hai chồng mình chơi cái mã. Khi mà ông vui lắm. Ông xây lên một cái dạ, cái vui lắm. Dạ cái ngôi mồ như hai ngôi mà mồ như thế này. Ừ. Thì con cái của ông có cái tư tưởng nó có phản đối chứ. Có phản đối. À không. Dạ. Quá tài. Mà không mượn đứa nào tiếp hết trơn. Tới đứa thứ hai, thứ ba khỏi tụi mày, hai chồng tao tự làm. Vậy sau khi tôi mà làm đúng là một năm nữa mới dạ. Xong đó. Vậy sau khi mà ông hai lên một cái kế hoạch và thực hiện luôn á, thì cái điều mà duy nhất sau khi ông hai mất đi dài dài 100 tuổi đấy, mất đi thì ông nè. Hai có cái dặn dò lại con cháu cái điều gì có không? Có dặn luôn, khỏi đứa nào phân bì hết, mã mồ đứa nào đừng có hùng gì hết,
đó, mình làm rồi, người ta ta cất nhà lầu 2-3 tầng cho nó hai chồng quà đi không được để rồi. Còn yeah. hai cái chơi cái mã đứa này nhiều khi mà ông vui lắm ông, tại vì tôi từng chứng kiến các cái vụ mà mã mồ đó, là tôi nói cái này bích lòng. Bây giờ mình có khả năng mình làm luôn cái một nhà mồ luôn, che mát luôn. Dạ, mình khỏi cất nhà mà mình xây nhà mồ luôn. Cái nhà mình thua người ta rồi. Người ta 3-4 tầng, mình xe 4 bánh đâu. Bây giờ mình chạy cái mã này á, là ăn toàn bộ khúc này. Cái chi phí hết là khoảng bao nhiêu tiền nghe không hay? Ở 120 triệu. Là công nhà ông với ông? Công nhà đó, chứ ông làm mướn là không được đâu. Dạ, vậy ông hai có thể giới thiệu cho con cùng mọi người đi lên bước tham quan ở trên đó được không hai? Lên đi. Dạ, con mời ông hai đi trước đi, rồi con đi theo. Thằng dạ, luôn. Dạ. Tao mà còn cái cây kia là tao lấy cái... ba bữa cho mày coi cái phần mộ bên đây là của ông hai của tao nè. Dạ à, tao là vỗ cái chuyện nè mà ông chưa chết nha. Dạ dạ con biết rồi. Ừ, mà đâu chết. Dạ còn đây là cái tên của ông mà bạn chưa chết. Cái phần năm sanh thì ông đã để ở đây sẵn. Còn cái ngày mất với lại cái hưởng tuổi bao nhiêu là chưa biết. Chưa biết đâu, chưa chết mà. Dạ tao còn sống đây chỉ biết được cái ngày lập mộ thôi. Dạ lập mộ đó, cái này đang rồi đó em à. Ở sao ông hai là ở đây lại thấp nhang vậy? Tại giờ Thanh Minh nó dọn đây nhậu phà kỳ. Cái lễ của tao dữ lắm. Dạ. Qua em nhìn cái lễ của ông bà. Cái lễ của ông bà. Dạ. Em đi đây và em nhậu. Cái Thanh Minh của tôi đâu phải ít đâu nhậu. Là đợt Thanh Minh vừa rồi là dọn ở đây nhậu không? Nhậu hai hàng đây nè. Rồi dạ. Nhang cắm đầu. Bà xã nhưng mà em đây có thể là em đây là cái ông hai có thể giới thiệu cho đây là phần là vợ, bà phần xã. Mộ của bà sao cái mất bà này là bà này là bà trọng hồ đó dạ còn tao đúc là sinh năm 60 ngày mất với lại tuổi thì cũng dạ. Chưa biết mình bà, chỉ chuẩn bị sẵn thôi hiện giờ bà chạy xe tới Vĩnh Dường tới kìa dạ. Bà sống bình thường mà quay quay nữa bà còn hơi mạnh hơn tao nữa tao xâm lầm bà xâm mốt mà bà mạnh hơn dạ vậy đây là cái phần ở đằng sau này là cái gia phả hay không ạ gia phả của tổ tiên dạ đó từ bà sơ dài xuống đó là gia phả tao để đây nè là ngày đám giỗ là tao cúng hết cúng tại đây dạ tại tôi chơi nó khác hơn ở trong dòng họ nó ghét tôi nó nói đúng mỹ gì đám giỗ cũng cúng đám giỗ ông bà tôi cúng dạ đây là cái gia phả những cái ngày của từ bà sơ tôi dài xuống dạ rồi tới tôi luôn nè vỗ cái chèn nè trời điều đặc biệt ra. Là ở đây là có năm sinh năm mất nhưng mà đến đó, ông dỗ. Với bà ở đây thì chưa có ghi năm mất mày ghi được dạ. Mày ghi giùm tao dạ ông ai cái ở trên ngôi mộ mình có cái này là cái này là cục đất quần thổ tao có cái cục tao móc lên cho mày coi dạ là cục đất này là trước khi mà đẩy hàng vô đó là lấy ra rồi đẩy hàng vô rồi là quần thổ lại dập cụ ra cái xuống đẩy cái đó lại là quan thổ đó là cái tao chết rồi đó dạ mà tao chưa chết tao vẫn còn lắm ông hai có thể dẫn cho con xuống tham quan cái phần tao kéo ra cho mày coi nè tao đấy tính mà. Vô dầu nè bị dạ. Thanh Minh rồi nè thì em dám chung chung mắt dạ, cái này là mình. Cái ý tưởng một người tự gì mày thấy cái mày ớn liền nghe không mày không ớn gì hết ớn gì tôi giờ trong bài kéo ra bồ ra đây. Để tôi kéo chứ tiếp chú. Thôi. Dạ dạ. Thôi để tôi tiếp dạ. Chú. Tôi với chú làm hoài dạ, nè. Dạ. Đó nó cực cực mà tính vô mở bò mà chưa vô. Cái này là kéo ra cái phần quan tài này không ạ? Ông hai tự đóng luôn hả? Tự đóng luôn. Đóng nhà luôn. Dạ được rồi anh. Tới đó được rồi. 150 đóng nhà luôn á. Dạ. Cái này toàn bộ cây cà chắc nha. Toàn bộ cây cà chắc. Là đinh là bao nhiêu cây? Ông hai? 568 cây. Dạ. Cho một cái hàng. Tại sao ông lại nhớ luôn từng cây đinh của mình? Tại vì mình đóng á là mình ghi. Dạ. Nó cực lắm. Mày phải phan lỗ bằng máy. Phan lỗ bằng máy mới đóng được. Dạ. Rồi phan 10 cây là nghĩ bạn rồi cho cái máy nó nguội. Thì đây mình đóng rồi 10 cây rồi. Bắt đầu tiếp tục ghi lên nữa. Thành ra mới biết là nó 568 cây. Là cái phần là xong nguyên cái hàng á. Của ông với của bà là đều y nhau hay luôn. Sao? Giống nhau. Đóng dẫn tắt y.
ví dụ đinh dạ, chơi là chơi mà. Gỗ này là cà chắc hết đúng rồi dạ. Bộ cà chắc tại hết. Ông hai ơi, con thấy ông là cái phần quan tài này là ông có thể kéo ra kéo vô được, lý do ông là tại tao sao tú vậy? Ý tưởng của tao là đặng mà nhà mình mà. Vô mỡ bò vô nhớt bánh xe, bốn bánh xe này nè dạ. Bây giờ mùa này chưa vô nè, hôm ngày 25 tới là vô rồi dạ. Mua mỡ bò rồi, mỡ bò trắng á, thằng mình đẩy trời ơi nó nhẹ yeah. Lắm rồi tao chống tao ngồi trên này nè, tao chống đi tựa luôn. Ông lấy cây chống đi ông ta à, lấy cây chống đi chơi là cái phần ở dưới này đây à, đó. Là cái phần nè, dạ, mấy bánh xe cái phần bánh xe ở dưới này à, là dùng để bò. Đẩy vô một là bò trắng, một bò trắng là có nghĩa là sau này ông hai mất là khỏi cần khiêng, khỏi khiêng đó liệm tại đó rồi chôn liền dạ, không liệm có đẩy giờ, vô. Không có giữ lại ngày nào hết không. Là dặn với con cháu rồi ăn bố lên đường liệm rồi chôn liền dạ. Thì anh làm luôn cái đường này nè, tào vô đây nè, quẹo bên đây nè, ở cái đường đó đường bả à, cái ngã ba này là cái ngã ba này là cũng là một cái ý đồ, cái này là bên kia dạ, đẩy rồi cái này là bên kia đẩy rồi, cái đường này là bà bên phần bên kia ừ. Còn ông là phần ở bên đây ừ. Dạ thì bây giờ ông hai có thể đẩy phần đó vô cho con, sau khi là ông hai đẩy vô cái phần này ông mất đẩy ra đến ngoài ngoài này thì đẩy ông hai đẩy vô đây nè, nó khít một dạ. Cái là chỉ có thợ á mà thợ đóng mà còn sợ tao đây nè dở lên nè dạ đẩy rồi xuống nè cái thiệt dạ khói cái hơi nó khít dạ nó hết hơi là tại vì mình đóng nhà nó khít chặt chẽ lắm, độc đáo là ông hai không nó căng ông hai tự đẩy quan tài của mình luôn không không đẩy vô đi đừng gậy không nó căng miệng kìa. Ông đẩy vô đi đừng gậy đó. Để gắn để bay. Nó cắn miếng kìa. Gắn để bay. Đừng gậy nó ngay đừng gậy. Gắn ngay. Nó tại vì ông hai đã thiết kế mà. Gắn vô đi. Đó. Đẩy ót gì lắm đi, đẩy nắp lại. Thành luôn cái hòm tôi là tháng nào tôi cũng đẩy ra. Một tháng ông đẩy ra một lần. Đẩy ra coi cái miếng dán này là sao ông hai? Cái à. Con thấy là lạ cái miếng dán này cái miếng này á là sau khi á dặn con với rể rồi là xe 20 xong phải không, có sao mà nhớ đầy dạ. Nè đổ hồ xe 20 đổ hồ cho nó đầy xong là chống là nó chống như là chống không cái mùng à, chống như văn mùng chống không à, xây tường 20 à, ở chỗ đây rồi 20 đây rồi dạ. Đã chống chống không làm cửa rồi làm cửa cây chắc rồi mà nhưng mà đã chống là ok là chống chống giống như là hiện bây giờ tôi gỡ lên nãy mày dạ, coi đó, đó. Dạ anh có thể gỡ lên cho ông hai giùm con. Đây. Đây. Gỡ được chứ? Đây chị nhổ. Đấy gỡ được mà. À. À gỡ này lên mới đổ cát đá xuống cho đầy. Xây 20 tường xong thì đổ cát đá xuống đổ, đây, đây. Đổ hết đây. Đổ đây, đổ trong. Dạ, đổ trong rồi đổ ngoài luôn. Rồi nhận đây. Rồi. Bắt đầu nhận cái này lại. Dạ. Lại đó xong phiên. Là ok. Là phần tao đó. Là phần tao. Là phần ông hết cuộc đời. Dặn hát chù. Không nhưng mà em thấy là chưa có ai làm tới cỡ như giống như này đó. Này là không có anh thấy không trong cái nhóm này chưa có. Ông hai cho con hỏi là khi mà ông xây xong đó thì con cái ở nhà không có gọi là phản ảnh gì rồi thì những người ở xóm người ta có nói gì về ông hai không? Người ta nói đồ khùng chưa chết mà lo làm mã. Không có người dám nói vậy dạ. nhưng mà có người ta nói cũng rất là hay. Rồi sao ông hai? Ta là mình tự sáng tác ra để cái sống của mình nó không có đòi hỏi nữa. Cái này là cái ý tưởng của mình đã tính lâu rồi, tính hồi lúc mười mấy tuổi rồi. Là mười mấy tuổi là ông hai có một cái suy nghĩ đó là suy nghĩ là tự mình đào nguyệt cho mình. Mình biết mình mất ở đâu và là mình an nghỉ ở đâu. Tự đào nguyệt cho mình là cái kiếp là tự đào nguyệt của mọi người cũng như mỗi người là phải như bài ca tự đào nguyệt cho mình đến này. Ok. Thành ra mình làm trước để cho con cháu nó khỏi có chia tiền mà nó hùng tiền nó cự cãi nha. Dạ. Bởi vì nhiều cái chỗ á là tới chôn rồi nó cự lại nó anh ra bao nhiêu tiền tao hùng 350 ừ thanh thần ơi rồi anh kia tôi nói tôi hùng 5 triệu hỏi đứa nào đi nguyên cái hòm của tao đẩy ra gạch chắc được tính thao nè mày mua được cái hòm đó không đây rồi cái hàng dạ. Này ông mua hiện giờ 10 triệu mua không nổi cái phần mái vòm ở trên là mình tự xây luôn hả dạ tự làm luôn á từ miếng luôn là miếng gạch đó tự mình đúc tự làm nhà không nhà ông qua mua Trung Quốc đi không có 2 tấc dính tôi tự chế ra miếng gạch 2 tấc dính
Ông hai ơi, về cái trước đây ông làm cái nghề gì? Nghề thợ mai. Nghề thợ mai. Ừ. Thì tại mai sao đồ. Ông lại mà mai với tông này thua người ta nha. Dạ. Còn mai sơ mi này là ok. Cái khi mà con đến đây á, cái điều mà gây cho con bất ngờ nhất là về cái tư tưởng của ông. À, cái tư tưởng của ông là ông đã, người ta thì sau khi chết thì người ta không biết mình nằm ở đâu đâu. Nhưng đúng mà rồi. Ông thì lên kế hoạch biết mình nằm ở đây. Chưa biết là đó nằm đây là nằm đây. Cái tư tưởng thứ hai là ông hai không bao giờ sợ chết. Hai vợ chồng luôn, dạ. Cùng trộn hồ, cùng xây từ cái miếng ngói á, cái miếng ngói đó là trộn hồ 6 nha. Dạ. Còn nếu mà các bạn nào mà làm thợ hồ sau này nè, mà trộn hồ 3 là nứt banh hết. Dạ. Hồ 6 nó mềm nữa. Nhưng mà đó nó vẫn bền vững 5 năm nóc nha. 5 năm không nứt. Dạ. À, hồ 6 là một xi măng là 6 cát đó. Con rể tụi hang tụi dặn hết là nếu ba con nghỉ thở dắt cái hòm lên có chỗ liệm đàng hoàng, chân nhang mua rồi đủ luôn. Rồi là liệm vô rồi là đẩy vô xong. Đừng có cái xác thịt của ba mà ở đó mà lại thúi rồi chết rồi, không nên lại. Là cái điều thứ nhất, không mượn người khác cầu nguyện. Ba có tội, ba chịu tội. Đó, trời cái kiếp mà trời nãy em cũng thấy phải không? Điều đặc biệt con với chú được thấy ông hai, có nghĩa là hai mộ nhưng mà ông là người sống vẫn đứng ở đây nói chuyện với mình. Cái mộ mà người sống. Dạ. Dạng nhậu trên đó không à. Dạ. Cái nguồn mà tiền để anh làm đó là có phải anh tự ngắt đầu ổi nè. Không, tự đây, đây. Bộ thấy nè. Đây nè. Sinh sống đây. Đây nè. Tại đây. Ổi này nè. Là nó uống trái nè, mà bộ nè phải chịu trái nè. Mắc lẹ lắm. Trời ơi. Tôi dám chấp nguyên cái xứ này luôn. Ông làm mấy cái thằng hái trà mà nó còn lạnh dạ. Như tôi. Cái ổi gì. Dạ như đó ai gì không đó. Như chú nói, chú Phước nói là cái nguồn vốn đó là ở đâu nhà lầu hai ba tầng xây như vậy. Còn hai một chồng ngày á là chú dạ. Hai chồng hái ổi này mà nó trên 500.000 nữa. Khi mà ông trời ông số vốn nó tích lũy nó dạ. Có để chú làm nặng mà khỏi đứa con nào phải hùng. Ồ. Thu nhập từ nguồn ổi này để xây được cái đó. Làm đó. Dạ. Mà có hai công à. Trước đây thì chú có ở ngay chỗ cái nơi này hay không, hay là chú ở chỗ khác? Đất này là cố định của ông già để lại. Dạ, nhưng mà lúc còn trẻ thì chú có sống ở đây để mà trồng ổi không, hay là chú làm việc khác? Lúc đó là chú mai đồ, chú là thợ mai. Dạ. Rồi từ ngày vô vườn ổi thì chú đã, có nghĩa là chú lên ý tưởng từ 20 năm là về đây rồi. Dạ. Là 15 năm sau là ý tưởng là phải, bây giờ mình thua người ta cát cái rồi, bây giờ mình dựng cái nhà lên người ta cũng cười nữa, bây giờ mình chơi cái mộ mình, đó, cái mộ mình cho nó khả ái chút. Hồi đây bây giờ con cùng dắt mọi người đi vòng vòng rồi. Xung quanh một cái mộ của ông hai. Dạ, đây cùng tham quan qua một lần nữa. Đây là của ông, kế hoạch của ông, và đây là của bà, đây là gia phả trong kia, và đây là cái nhà mồ. Ở dưới đây thì có hai cái quan tài đó, hai cái quan tài thì đã có kế hoạch sẵn sàng. Con nghĩ như thế này nè chú hai, tại sao người ta sau khi mất người ta khiêng đi đúng không, tại sao ông lại nghĩ là gồng gọc? Không mượn khiêng, không tự tự đạo ra con đẩy vô là lấp. Ê cho em nghĩ sao. Dạ. Cái chắc tao làm cầu làm cửa rồi đó, phiền người ta. Nhưng mà nói bây giờ thôi con ơi, con mua 200 viên gạch đi, con xây 20 lên rồi con mở cái lỗ đó con đổ xuống đầy cái học đó là ok. Rồi thôi con phải làm cửa cực. Dạ. Ở đây có chú nữa này, đi với chú. Rồi. Hôm nay thì con cảm ơn chú hai rất là nhiều đã chia sẻ cho con không được cái đó là cái... con được mở mang cái tầm mắt về cái tư tưởng của chú, về rồi. Cái kế hoạch của chú, nói chung là nó vượt thời đại thì con nghĩ không là phải, nó vậy. Không phải vượt. Nhiều người làm hơn nữa. Dạ. Nhiều người làm dưới hăng mấy tỷ luôn. Cái nhà mồ của người ta, nhưng mà mình khả năng mình không có, tại vì cái số của mình đâu có làm được gì. Làm mấy tỷ mà rồi, con chúc chú hai sức khỏe nha. Ai, ok. Dạ rồi con chúc. Dạ con xin phép chú con rồi. Dạ. Rồi.